anh Hiller 14 có gì mới? Liệu rằng anh Hiller 14 có làm chúng ta thay đổi cách làm việc với component không? Hãy cùng đón xem trong phần tiếp theo của video nhé. Trước khi đi vào chi tiết việc anh Hiller 14 sẽ thay đổi component như thế nào, chúng ta sẽ cùng điểm qua tất tần tật những thay đổi chính trong bản phát hành lần này. Đó là những thay đổi Standalone Component, Typeforms, Angular CLI Autocomplete, Extended, Diagnostic, Petitor Access, Angular DevTools. Đầu tiên, bạn có thể nâng cấp lên phiên bản tiếp theo với lệnh npm i-g a còng angular suộc cli a còng next. 1. Standalone Component. Angular sẽ trở nên đơn giản hơn với Standalone Component. Standalone Component cung cấp một cách đơn giản hóa để xây dựng các ứng dụng Angular. Các Standalone Components, Directives và Pipes giúp các nhà phát triển cốt ít hơn bằng cách giảm nhu cầu về modules. Các ứng dụng đang dùng Angular 13 hoặc thấp hơn có thể tùy chọn và dần dần áp dụng Standalone Component mà không cần sự thay đổi quá lớn nào. 2. Typeforms. Từ phiên bản 14 trở đi, Typeforms sẽ đảm bảo rằng các giá trị bên trong Form Controls, Groups and Arrays là được nhập an toàn trong Angular Project. Ngoài việc tăng tính an toàn cho Project, Typeforms còn mang đến nhiều cải tiến khác, chẳng hạn như khi kết hợp với tự động hoàn thành tốt hơn trong IDE và làm các cấu trúc biểu mẫu được hiển thị rõ ràng hơn. 3. Angular CLI Autocomplete. Có nhiều lệnh khác nhau để thao tác với Angular Project, nhưng hầu như bạn sẽ luôn cần phải xem qua tài liệu chính thức để tìm các lệnh, và cụ thể hơn là các tùy chọn của lệnh. Với Angular 14, điều này sẽ không còn là trở ngại nữa. Các dòng lệnh của bạn sẽ được tự động hoàn thiện trong Terminal. Để có thể sử dụng được tính năng này, bạn cần gõ lệnh ng cách completion trước, và bây giờ bạn đã có thể sử dụng tính năng này. Hãy thử bằng cách gõ ng rồi ấn nút tab, nhấn enter để chọn dòng lệnh mình muốn. Ngoài ra, nếu bạn đang làm việc trên một Angular Project 14, bạn có nhiều tùy chọn tự động hoàn thành hơn, chẳng hạn như ng generate chẳng. 4. Chẩn đoán mở rộng. Tính năng chẩn đoán mở rộng mới cung cấp một framework có thể mở rộng giúp bạn hiểu rõ hơn về các template của mình và cách bạn có thể cải thiện chúng. Chẩn đoán đưa ra các cảnh báo về trong thời gian biên dịch với các đề xuất chính xác, gợi ý cách sửa, bắt lỗi trước thời gian. 5. Page Title Access. Bạn có thể thay đổi tiêu đề của trang với root title property mới trong Angular Router. Việc thêm tiêu đề không yêu cầu import thư viện. Đây là một tính năng vô cùng tuyệt vời do sự đóng góp của Marco Stani Miovi. 6. Angular DevTools. Tiện ích mở rộng gỡ lỗi Angular DevTools hiện hỗ trợ sử dụng offline. Anh em hãy cài đặt extension này ngay để trải nghiệm nhé. Và đó là 6 thay đổi nổi bật trong số rất nhiều những cập nhật của Angular 14. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.